Thật sự không ngờ hai cậu cháu mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Cậu không thấy lạ hả? Tại sao ông Tú có thể để viên kim cương tại một chỗ dễ tiếp cận tới như vậy? Viên kim cương trị giá khoảng 1 tỷ, nhưng mà nó cũng không có quá lớn so với số tài sản của ông chủ. Vậy thì trong nhà này, ngoài ông Tú ra, còn ai giữ chiếc chìa khóa có thể mở được cánh cửa tủ đó? Tất nhiên là không. Vậy là hung thủ có giữ chìa khóa. Trong chiếc hộp đó có một viên kim cương. Kim cương giá trị của nó trên dưới 1 tỷ đồng. Vợ chồng của tôi chỉ mới mua cách đây khoảng 1 tuần thôi. Khi nãy tôi nghe bà nói chuyện với cậu Đại về tiền bạc, tôi nghĩ viên kim cương đó có thể giải quyết được mọi sự túng thiếu của mẹ ghế và con chồng trong lúc này. Cậu thôi đi, đừng nói sách nói mé tôi như vậy nữa. Đại nó cần tiền, nhưng nó không phải là hạng ăn cắp. Cái tôi cần bây giờ là các người tìm ra chồng của tôi. Bà đừng có nóng giận. Tôi thì có giả thuyết của tôi. Bà có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cậu Đại thì không. Thôi đi! Tôi nhắc lại một lần nữa, cái tôi cần bây giờ là các người tìm ra chồng của tôi.